Hôm nay 21 tháng 3, tổ chức Special Olympic Việt Nam phối hợp cùng các ban giám hiệu trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình thể thao hòa nhập chào mừng kỷ niệm ngày hội chứng đau thế giới 21 tháng 3. Chương trình được thực hiện nhằm giúp những bạn trẻ có khiếm khuyết về trí tuệ và người bình thường cùng tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, tạo sân chơi cho người thiểu năng trí tuệ để giúp họ tự tin giao lưu với mọi người, giảm bớt đi sự kỳ thị dành cho họ. Có 8 trường và trung tâm hỗ trợ dành cho học sinh chuyên biệt đã đưa các học sinh của mình đến tham dự chương trình. Tại đây, các bạn trẻ khiếm khuyết về trí tuệ cùng các thầy cô, học sinh, sinh viên, người tình nguyện tham gia các hoạt động thể thao vui chơi tại Đầm Sen như thuyết trình, biểu diễn văn nghệ, kéo co, sút bóng vào thành, vẽ tranh. Các bạn trẻ khiếm khuyết trí tuệ hết sức hào hứng tham gia chương trình, tiếng cười nói sôi nổi rộn ràng khắp nơi trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa dành cho trẻ em và người lớn khiếm khuyết về trí tuệ trong ngày hội chứng đau thế giới 21 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh.